Ơi, xin chào cả nhà mình. Đó Ok, xin chào tất cả mọi người. Tất cả mọi người nghe rõ không anh? mà cầm tiền Việt Nam qua luôn nè, Nhiều lắm, cả tiền làm nhà nhiều lắm. Được, tiền mình làm nhiều lắm. Bây giờ không đây biết sao xài. nè. Rồi thì bữa nay thì có thằng Hiếu tới đây chơi Việt thì Nam anh chim chơi em cũng chơi hàn chút huyên cho nó vui thôi. thôi. Bữa nay thì nó tính rủ đi đi xuyên bang này, hết xe đi vòng 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 cho mùa đông lạnh quá mày ơi, tao làm biết đi quá. Tao giờ Tính tao thiệt là đời tao nó ngộ lắm. Mấy đứa con tao nó hỏi hoài, nó nói ba đi Nhật với đi Hawaii đi cũng mua vé qua đi, tao nói không. về Đi Việt Việt Nam đi Nam, á, ở Việt mày Nam mày không cho tiền ra Việt Nam bao nhiêu cũng đâu chết nhiêu được hết á. Được quá kia tôi đi lắm đi. Được kỳ rồi, kỳ này là tháng tháng 3. Tháng 3 này là chắc là sẽ đi Florida, bắt buộc phải đi. Để đi qua nhà bà xui bà mời. Có Florida thì nó cũng giống Việt Nam khí hậu. tay con nhỏ con gái tao nó mới sanh mấy tháng nè, mới sanh con tháng mấy 2 tháng này bé Bình đó, thành ra bà xui bà nói đem cái cháu bà qua bển làm lễ rồi khá khá của lưng ra thì mình phải qua thôi, mình là cha mẹ mình phải qua, bà nói xui mà thành ra bắt buộc phải qua cho thiệt tình đó. Rồi nếu mà đi mà bình thường mà đi chơi tao tao không đi đâu, đi chơi lấy cái Có tiền gì đó đi đâu chơi có mẹ cho. Mỹ Tao nói là rồi rồi, tao nói có cái điều này nè, mày phải hiểu một cái điều này cho bằng. Nước Mỹ là gì? Nước Mỹ là giống y chang như là một cái bản vẽ, ông giống nói như giống là nhà mi chè, nó nó copy không khác gì paste. Bây giờ cả, dụ như Walmart ở đây mà anh qua tiểu bang khác nó cũng cũng vậy vậy thôi, cũng à, nó khác, không cũng khác gì khác cả, vậy hình thái khác, đó. Có lối cồn xây cũng tất cũng vậy, mà thậm chí vậy cái mạch McDonald's cũng vậy, cũng y chang vậy, chẳng có gì không để có mà chỗ khác nào mà. mà khác chỗ nào cả. Vì đó thành ra mình ý tôi muốn nói cái điều là nó khác thôi, nó không ở đây là cái sự bừng Tại minh tôi bạch muốn rủ thôi. ông đi á, là đi một cái nơi á, để cho anh ta thấy rằng á, người ta nói nước Mỹ thì ghê gớm khủng khiếp lắm, nhưng mà có những Không cái đâu, thành phố có chỉ những có cái chỗ nó mấy nghèo thành phố, chỉ có lắm, sáu quýt sáu chục người, kia ừ thành phố nó chỉ có nghèo vài nghèo người thôi á, tùy theo cái thành phố đó nó có cơ sở làm ăn để không, mình nó đi mình có quay cho họ thấy, chứ đâu phải ừ là cái nào rồi cũng ghê quýt đó gớm. Đâu rồi. phải là Mỹ giống như New York hay Không, là nó Việt chỉ là Nam những cái đâu, thành phố nó có nhiều tiểu bang, mà những thành giống giống như phố ngược lại bây giờ ở lớn Việt Nam có những chỗ nó khủng khiếp, nó còn đẹp hơn ừ. cả Mỹ nữa mà, đúng không? Trời ơi, Mình đâu qua đâu thử xa, Phú mà Quốc đi ở Gò thấy. Vấp á, ở Gò Vấp nó có một cái gì mà Greenfield hay là riêng gì đó, nó có một cái khu là toàn là biệt thự liền kề nha, ở nhà ở trong Gò Vấp á, ở phường mấy tao quên mẹ, phường 6, phường 7 gì, tao đi ngang hoài, tao dòm hoài, đẹp cực kỳ luôn, có nghĩa là biệt thự nó màu trắng hết, nhưng mà nó dài 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 còn mấy cây số, nó vừa quá Livestream trời đợt luôn. này thì ở Mỹ, nhiều khi livestream đợt sau cái thấy hai anh em ngồi ăn Dễ ha. phở Ê, tao nói mày rồi, không có cái gì vui cho bằng về Việt Nam mà gặp nhau. Việt Nam nó vui. Nó đủ thứ chuyện trên đời để mà nói. Mà biết sao, tao nói ngày hôm qua hôm kia với anh Phượng rồi. Chỉ cần thôi, đắt cái ghế ra hàng ba ngồi, giờ ông đi qua, bà đi lại là vui rồi. À, trời Bởi ơi. vì ở đó cái sinh hoạt của người Việt mình, ở cái xứ sở của mình nó nhộn nhịp, mà nó làm cho mình đã lắm thì mình không thấy chán. Còn ở đây mình nghĩ mà coi cái dồn đâu, Ông không nhà có ông một bóng người, nhìn không tuyết có một bóng người, tuyết với mà bóng năm người. nay tuyết nó không có, nó ghê chứ. Ít ra có tuyết ngắm đỡ buồn, nó không Đúng có rồi, tại vì chỗ đó đây không có cái gì, nơi không có cái gì mà mà sung ngộ lắm. sướng Qua cho Mỹ lắm. á, rủ ông đi ăn, ông nói có gì đâu ăn, Đúng về rồi Việt Nam rủ ông đi liền. đúng rồi, bởi vì thực tế mà nói thì ở Mỹ này chỗ nào cũng giống như chỗ nào, ăn Ủa, uống cũng rủ vậy rủ đi nữa, ăn Mỹ không? Giờ ông chưa có nghĩa đi là ăn á. ăn đồ đông đá không à, có gì đâu mà lạ. Mà đi phở ra thì trời, nó phở ra thì chán chết thì được rồi, nó là khổ nổi. Tao không muốn nói ra chúng nó chửi được, mà tại nó gửi nó Còn tệ quá. fast food thì Ồ, chán quá, ăn bao nhiêu năm rồi phải mấy chục năm không? Mà rồi con còn ông chủ nhà hàng nữa mà trời phải không? ơi, Ăn bốn gì? bốn cái nhà hàng chứ một cái đâu, tao riết tao cũng chán, kỳ này tao cũng không thèm làm nữa. Trời khổ lắm mày đó. Cityland nổi tiếng à, Gò Vấp có khu Cityland Cityland thấy à, không, Cityland. đẹp cực kỳ luôn. Mà ở Việt Nam bây giờ nó có những khu cực kỳ đẹp, chẳng hạn như kỳ rồi tao đi ở ra Phú Quốc ngày đẹp lắm nha anh, Phú Quốc cái chỗ mà có Phan con Thiết rùa kìa, đó. Phan Thiết cũng đẹp nữa. Phan Thiết nó có một khu nữa là À, Noraland đợt này rồi. về tụi ông đi Phú Quốc chuyến đi Trời ơi, Phú hả? Quốc hả? Nói chung là Việt Nam mình bây giờ đang phát triển kinh khủng Đợt này luôn. đi Phú Quốc Ê, nó mới xây được, nó mới khánh thành cái cầu Mỹ Thuận 2 lần đó. hai gần với nhà tôi, Đó, thấy chưa? về về giữa nhà tôi Đó, chơi, ra đó chơi luôn. trời ơi, nó biết bao nhiêu, mấy biết bao nhiêu cái điều mà lạ lùng ở Việt Nam mình không có chiêm ngưỡng. Chào chú Phan nha. Chào chú Phan. Rồi. Chào bạn chú Phan. Chú Phan này kỳ rồi đi với nó ra Phan Thiết kìa. À. Ở Phan Thiết nó có khu Novaland á, trời cực kỳ đẹp luôn. Cũng y chang như vậy, cất cực kỳ đẹp mà không biết sao mà tiền đâu mà nó cất quá trời quá đất luôn. Mà bây giờ có tiền, Việt Kiều mà có tiền về Việt Nam mua đất ngon, tại đất nó đang sắp Đang xuống sàn.
sập sàn là bởi vì họ dây ngân hàng họ mua đó, tới bây giờ đáo giờ mà ai mà có tiền về ngân tối đáo, đáo hạn à. Thì bây giờ nó chia nói họ công họ bảo mình lùa gà nữa. Lùa gà cái gì trời, cái chuyện ai có tiền mua thôi. tao giờ tao không có muốn, tao không có muốn người kinh doanh theo cái chuyện nữa, tao mệt lắm rồi. Giờ ông cầm lại vô đi chơi đi, đi chơi đủ rồi không, đủ quá rồi, cỡ như em còn bỏ đi chơi đi mà anh. Tao thì bây giờ nó nói nó một cách khác thì không cần mày hết rồi, biết rồi, mày bao giờ biết tao rồi. À, Na Uy không cần phải lo anh, lắm. Hùng Chương nói là Na Uy xin chào hai bác Việt kiều Mỹ. Thằng quỷ này nè, lâu lắm mới gặp nó đó. Nói trời ơi, qua đây thiên hạ nó cứ chửi tôi cũng biết, tôi nói trời thì thôi chửi tôi mà quý vị vui tôi cũng mừng. Qua đây thì mình thật sự mình qua đợt này để mình thu xếp hết cho nó gọn thì gọn để mình về, chứ còn đính lẹo tẹo đây cái nhà xong rồi còn phải nhiều thứ khác nữa. Thì mỗi người đều có một cái hoàn cảnh riêng biệt, gia đình mỗi người đều có một cái hoàn cảnh chứ hỏi vậy mà qua cái cảnh tiếc vậy ai qua ngán chết rồi, nhưng phải qua để nói một cái khác. Thì hồi xưa những người con gái thanh niên Việt Nam coi phim Hàn Quốc á, rồi mà cho nên là người tình mùa đông mình biết và thấy thơ mộng đẹp lắm, qua đây thì biết rồi, nó có nghĩa là rồi xong rồi biết thế nào là biết là lễ độ thế thôi. Bây giờ á nhiều người đi Mỹ họ không chịu đi, họ quải quá rồi, họ nhìn họ nghe nói thấy bây giờ rồi. Mình nói thực tế như vậy, mình về trong Việt Nam cũng gần cả năm, mình mới hiểu là tất cả những người ở Việt Nam á hồi xưa họ không có cái internet, họ không biết gì về bên nước Mỹ và không biết về châu Âu và không biết về Anh Pháp Đức gì cả. Nhưng mà sau khi mà cái thông tin đại chúng mà qua cái mạng internet thì hầu như người dân mình ai cũng biết cả. Cho nên không biết nhiều biết ít. Cho nên bởi vậy em nói bây giờ có nhiều ông mà lên nổ là chết với thiên hạ liền. Bởi vì biết cái giá rồi, nó đâu thay đổi. Con đâu còn đâu phải mà khoe khoang. Như sáng nó bảo là giờ mua đất đai Việt Nam á, là phải nhờ người đứng tên mới đứng không được, là thấy là không có cập nhật rồi. Không phải tào lao mà còn bảo là, ý tôi muốn nói cái này là thằng nó hay nổ và nó không có chuyện gì để nói. Mà còn bảo là mua đi rồi cộng sản lấy của mày, trời ơi sao lấy được, nó lấy gì bây giờ. Nó vẫn có một tư tưởng bài xích và vẫn là ghét đất nước Việt Nam thế thôi. Mấy cái thằng đó mà tào lao mà tao nghe tao biết rồi. Tao hỏi công cầm bị lấy chưa? Giá đủ mà tao nắm sổ đỏ đàng hoàng các cái đủ thứ, tao chủ hộ chủ nhà luôn. Làm gì phải lấy của người ta, nó phải làm gì? Lấy nó phải vợ. Đơn giản đâu mày. Ủa nó còn ghê hơn ở Mỹ chứ, ở Mỹ mà coi thử coi mày thiếu nợ, mày thiếu nợ nó lôi mày ra khỏi nhà nó giục. Không, đừng nói chi nói anh nghe nè, vừa rồi á, cái này nói thực tế nha. Mấy bác ở Mỹ trả lời mà em điều đúng hay không nha, đây là thực tế luôn. Là anh biết những người mà ở thao hao á, thao hôm thao hao đó thì nó có cái tiền hoa anh biết không, tiền hôm mà xô chiến thành đó, xô bị nó là tiền đổ rác nè, tiền cắt cỏ tiếp tiền này kia đó, tháng là mấy trăm á. Thì có một cái ông Việt Nam mình này thực tế không, cái người mà đây thực tế em biết luôn á, là anh biết cái tiền nó hàng năm nó tăng, đúng rồi. Nó tăng cách vô lý lắm, đang 200 mấy lên 300 mấy, tăng thì ông nó đủ thừa là tiền thuế. Ông nó không tức, ông nó tự nhiên nó tăng tiền của tao, ông không thèm đóng rồi xong ông rồi tự cũng không đóng, anh biết không, nó không nói gì trơn á, như 6-7 tháng sau ông không đóng. Anh tin ông, nó mời ông ra khỏi nhà luôn, nó đuổi ra khỏi nhà, nó bán hay. Nó tự bán nhà ông luôn anh, nó tự bán nhà ông luôn, nó lấy nhà ông nó bán luôn nha. Sao? Mà nó bán theo giá của nó, ổng không can thiệp được, thưa ra tòa can thiệp không được. Không được, tại, anh tại vì đúng luật rồi. Đúng luật. Đó. Chết luôn. Ở Mỹ có chuyện này. Có mọi luôn. Người, mọi người tin không? Không tin chắc đi. Chắc chắn là có đi. Mà. Chắc chắn là có. Còn Việt Nam có thằng nào đến nói không? Chừng nào anh mắc nợ gì á thì ngân hàng phát mãi là chuyện bình thường. Ở Mỹ cũng vậy thôi. Mỹ anh thiếu nợ. Là chuyện đơn giản thôi, anh thiếu nợ anh mượn đỡ. Đâu có cái chuyện mà. Đâu cũng vậy thôi. Nhưng mà ở đây nó khai thác, nó tìm bullet tới là bullet làm việc. Đó, có chuyện mà nhà của mình ở cái thằng hôm sau phía sành nó nói là chẳng là cái gì hết trơn, mà nó còn dám bán nhà người, của mình đó, cắt cỏ xuống tiếng thôi ty, đó. Một công ty chuyên môn bao lại, thí dụ cho cái khu anh ở, nó chuyên bao anh là coi như là cắt cỏ, là xúc tiết, là đổ rác, đổ rác, rồi. Cái đó làm hết. Đó. Anh mỗi tháng trả tiền tháng, mà anh thiếu nợ nó là anh cũng chết rồi. Đó. Đừng nói anh chi sao sao. Tự bán nhà mình mới ghê. Đó ra, đơn giản thôi. Chuyện có thật mà, đâu có cần gì là phải cái ở đây nó có nhiều chuyện mà ở Việt Nam rất ư là ngỡ ngàng. Nói một cách khác nữa, ta đi nhắc đi nhắc lại hoài. Kẻ mà đụng chạm tới pháp luật, mà đụng chạm tới cảnh sát là chết rồi. Là chết rồi. Ở Việt Nam mà ta thấy cái buồn cười ở chỗ là khi mà... Cãi lộn thế là... Đùa cãi lộn chứ, lấy phone đưa ra. Mỹ đưa ra. Có chuyện đề, không có chuyện đề mà gián sát tôi, là gián sát tôi lý do gì? Ở Mỹ mà anh ngồi xe lạng quạng nhúc nhích, nó cho anh kẹo đồng liền. Rổ, nhiều rổ lắm. Đùa làm gì nên gì xúc cá. Đùa bởi tào lao. Nhưng mà nó thổi đèn, em phải ngồi yên. Anh mà lộn xộn ngoài thôi. Đùa làm không có nhúc nhích nha. Chừng nào nó hỏi cái gì thì lấy cái đó ra.
ok, đợi ra anh có coi có thằng ok đấy là thằng nha, đợi ra có nhớ có cái thằng nhóc đó, nó lây hoay nó lấy cái giết thôi bắn chết. À, có nghĩa là gì, nó anh không được quyền hỏi hoặc trả lời, chừng nào nó hỏi thì anh mới trả lời, mà không muốn gì cãi lộn ra tòa, còn muốn cái gì anh hấp ra tòa, ra tòa cãi lộn với nó, đối với nó là không có chuyện mà ngồi đôi chối với nó. Nói một cách cho nó dễ hiểu như vậy, bởi vì sao, cái người Mỹ nó gò cho cái quyền hạn cảnh sát rất là lớn, và nó nghĩ là bởi khi nói bận cái áo này là nó đại diện cho pháp luật. Anh muốn chống cự pháp luật là anh ra tòa. Ở đây tôi không nói chuyện với anh. Ok, cầm xoay mặt lại, dạ em xoay mặt lại, gật đầu yes sir, đưa hai tay yes sir, quay ra yes sir, cái gì yes sir chứ. Má dồn lại Việt Nam nó chữ cảnh sát, nó cự cảnh sát, nó chữ nói vậy mới hởm nè anh, lắc đầu nè, cái đi ra đường nè em cũng bị cảnh sát, nó mới vừa quay kè đèn hết hồn mười mấy năm, có bao giờ bị cảnh sát nó quay đâu. Nó quay cái thì mình nói, ủa gì kỳ vậy ta, anh biết cuối cùng bị gì không, mày quá tốc độ à, không cái đèn mà cái đèn thắng á, khi mà mình đạt thắng á thì em bị chết một bên, như là cái đèn nó hay bị dắt đèn hoài vậy, nó bị đứt bình bóng thường, á, có cảnh cáo thôi, nó kêu về thôi, tự nhiên cái nó quay đèn hết hồn cho mà hai thằng, bây giờ đi hai thằng mấy thằng, có nghĩa là nói một cách khác chừng nữa lại qua nên nó lại cảnh nhắc cảnh sát là qua nên nhắc ơi. Nhưng mà nó đã thấy không đái quần, nó đã búng phát phạt là cái cặp hàng thuốc mà nó cũng phạt được, ở trong xe mày dơ nó cũng phạt được, mà để đồ trên chỗ cái cabin mà chỗ cái đổ mà cái nhưng mà nó ghê lắm nha, cũng sạp phạt có quyền, nhưng mà nó ghê khi lắm, nó muốn phạt là thứ gì nó phạt cũng được nè, cái vụ này nói với bà con nghe nè, cái chuyện nọ nó sợ chuyện kia, khi mà nó quay đèn cho mình dừng lại rồi nha, nó lấy hồ sơ mình hết, nó coi xong nó còn gọi đèn xung quanh xem mình coi có gì, nó sợ ma tí mà đúng tí rồi gì ghê không, nó còn xét xe mình nữa chứ, xong xuôi rồi đó là anh biết, tại vì em á là xưa nay mười mấy năm em chạy xe đâu bao giờ bị cái gì đâu, biết em cực kỳ sạch luôn, nên nó nói mày rất là lia, cho nên nó nói nó nhắc nhở thôi, mày về mày thay đèn, nó nói tao đâu biết đâu, thì đó là thay đèn rồi thôi, nó cho cái giấy qua đêm xong đó, anh thấy không khủng khiếp chưa, chỉ có một cái đèn xe thôi. Tao cũng bị là tao hồi xưa tao đi cái chiếc Infiniti á, xe sang mà được, nó có cái bệnh kỳ lắm. Vậy ai tự do hơn ông cầm vậy anh hiểu không? Dạ em đâu có tự do đâu, tại em tao tự lo, tao tự do hơn nè, tao muốn đi tao muốn gì ồ được không. Nói như vậy cho mày hiểu là tao ngày xưa tao đi cái chiếc xe sang, xe Infiniti top của Nissan á, thì nó có cái bệnh kỳ lắm, không thắng thôi, hay thắng cái là hai cái đèn mà xi an á, cái chớp trời ấy rụng á, cái thằng cảnh sát chạy tới lúc mà ác cái chỗ là sau khi 911 ở Việt Nam bên nó bị đụng, thành ra nó cảnh giác ghê lắm, cái gì mà đặc biệt mà xe mà có gì lạ là rụng anh chặn lại liền, anh chạy tới móc súng ra anh ra để không móc súng hẳn, nhưng mà để tay súng ra ngoài nha, vậy anh là một thành phần nguy hiểm à, đồ vô hỏi mày làm gì á, tao đâu có biết đâu, hỏi xe cái đèn mày sao mày bị gì đó, tao không biết, bây giờ mày sửa làm tao đủ quá nhiều, sửa sẽ được đủ, mày về mày sửa liền tao là tao ngày mai tao không muốn thấy mà cái đèn mày gì được, tại thằng đó là cảnh sát biết kêu đây là biết không, nó dùng bản số rồi là nó biết xe cảnh sát đồ, buồn cười lắm, lúc nào cũng 55 cái súng ớn chết mẹ luôn, cái là cái xe mày mà có một cái gì đó là lạ là anh muốn phạt là anh phạt à, mà đủ lý do để phạt mà anh không cãi, khi anh giết một cái không cái, cãi cái thì cái tòa không nói thì đó anh giết một cái chặt bạc 150 đô phải không, thí dụ vậy phải không, mày không chấp nhận phải không, ra tòa cãi ở đây cãi không có cãi với nó, mày chấp nhận ra tòa cãi thắng nhưng thì mà thôi. Nó khổ nổi cái điều này là mình lúc nào mình phải đóng tiền lý do cãi, khi ra tòa anh phải nghỉ làm đúng rồi, mà anh nghỉ làm thì anh phải mất lương đúng không, thôi đủ ký chết bỏ vô cho nó chắc ăn cho rồi xong rồi, quả cho nói một câu là gì, là vô phúc đáo tục đình, cái câu nó không có sai, ở đâu cũng vậy chứ, ở Mỹ này có ai rảnh đâu mà đi ra tòa, ra tòa biết rằng là mình thắng đó, nhưng mà khi mình cãi nó không phạt mình là mình xách về, nhưng mà mình lỗ cái là mình mất mẹ nó hết một ngày mẹ làm rồi. Thế thôi là tiền đâu cũng vô đó thôi, khổ vậy chứ là bây giờ thôi ký mẹ nó cái chết để vô, không có nhiều người thì họ không muốn bị ảnh hưởng tới lý lịch của họ, họ ra tòa họ cãi thôi, thấy là đúng cả 3 năm mà dưới như đó là 3 năm đó. Cái ticket muốn xóa cái ticket thôi 3 năm sao không bị tái phạm gì lại nữa không vậy thôi. Có nhiều chuyện vui lắm. Giống như nói anh nghe nè. Ở đây á, giống như hôm qua này em mới gọi cái vấn đề bảo hiểm á. Tại vì em đổi địa chỉ nhà, bán nhà cũ rồi, bây giờ mình đổi địa chỉ qua cái nhà mới chỗ bà chị ở, để mình chuyển địa chỉ từ ở trên một cái quận khác về cái quận khác này, hiểu không? Nó có cái số nó cho. Anh biết ông cầm điện thoại gọi hoài không bao giờ gọi được, lúc nào cũng busy lúc nào ấy chứ, gọi
suốt nói ngày lên gọi không được. Nếu mà nói về mà lên trên gặp nó đó, nó nói mày về mày gọi đi, không ai làm việc đây cho gọi nhà. Cuối cùng là hỏi con câu never know, không biết, không biết. No idea. Có nghĩa là gì này? À, vậy thôi. Nói về thực tế thì những cái chỗ mà nơi cơ quan công quyền á, ở đây nó khó gọi lắm. Quan liêu á, đục ghê hơn. Nói nhiều khi á, biết sao sau dịch á, biết không, sau dịch nhiều khi nó busy quá, chứ hai người ít cho nên gọi ở Mỹ này sợ nhất là gọi cho bảo hiểm. Gọi cho cơ quan bảo hiểm á, trời ơi nó đợi mòn mỏi đợi miệt mài luôn mà. Thôi, nó mất công thì nó mình nói xấu nước Mỹ nữa. Nói thực tế là nó mình nói xấu. Cái đó là đó. Thôi thì hôm nay mình anh em gặp nhau ở đây, đó, đây là livestream lần đầu tiên của Mỹ qua hôm nay. Em lại chưa xong việc nên chưa có like với anh, nay xong rồi, thảnh thơi rồi. Ok, mày khỏe rồi, tao thấy khỏe luôn. Khỏe luôn. Khỏe rồi. Dạ, em okay. Là như là nhẹ nhẹ giống như là chút được gánh nặng ngàn cân vậy đó. Giờ chuẩn bị là thông dong thôi. Qua để bàn chứ cầm kế hoạch đi về Việt Nam đó quý vị. Gặp đâu ở đâu ăn phở chỗ nào. À, đó. Đó. Kìa lại về lại đi xuống nhà mày rồi hái ổi hái biết rồi, rồi xong em coi mấy cái ao ở nhà còn cá không mày, tha hồ cho ông ấy. Bây giờ chỉ mình ông ăn thôi, tôi ăn gì mà đuôi chai rồi 6-7 kg luôn con mày. Làm vợ dân ở đó không ăn cá, bởi vì sao nó ăn riết nó ngán hay sao thì nó đâu ăn, nó để riết ở trong hồ cho ao cho mình ra. Không biết giờ này Việt Nam ông mua cái gì đang Việt Nam tao khoái không, gì cái spam á, cái gì cái spam á, thịt á, spam á, không anh đem về Việt Nam anh cho mấy người dưới quê á. Tại cái đó nó lạ. Trời ơi mà. Spam á. À, ông đem nó về đi, ông ăn gì tao đãi cho ông. Trời ơi. Nó khổ, tao nói thiệt mày không ai mà giống sung sướng. Nói bây giờ chú rõ ràng nè, vấn đề ăn uống ở Việt Nam sung sướng hơn ở Mỹ rất nhiều. Ăn nhiều, tươi mà. Ăn đồ tươi mà nó rõ ràng là sung sướng hơn nhiều. Họ bảo là không sạch thì anh đến chỗ quê em thấy nó rau em tự trồng. Sạch, sạch vô mày thôi. Rau bây. Em tự trồng. Cá này bắt lên mày. Cá dưới sông lấy gì mà sạch. Không sạch. Còn ở đây đủ nói cùng tao dở tụi lạnh cho đem ra cho bạn coi một cái thứ gì đủ mà cũng đông đá, từ tép từ thịt từ đang ăn cái xác không có hồn không, tao lấy cho bạn coi đủ mà ổng tức cộng là lấy tao là ăn người thiệt miệt thiệt đủ. Đại ca này ở ổng bởi không chúng nó chửi mới lạ lên với mặt đây là chửi nữa. Sau nay không thấy gương mặt không quen nào hết rồi ta. Hồi xưa ông đời thường là thấy ổng mê ông cầm lắm rồi, sao kỳ vậy đó. Coi đồ cái thứ gì được cũng là đông đá. Rồi chào anh Phạm Dũng nha, Phạm Dũng Hoa nha. Thấy chưa? Thời con tôm này về Việt Nam ăn tôm bắt lên thì tép á, tôm nè, cũng phải đông đá. Ta mua nửa ký tôm tờ bự lắm, cũng đông đá. Thịt sườn, mà sườn kia mà nó sắc ra, kia bằng sườn, sườn hà, sườn để mà nướng á. Cục lết đúng không? Không phải cục lết, tôi kêu bằng xưa, chắc cái xưa mà. Đây, chắc mình dừng đây đi anh Gầm ha. Cái gì cũng đã, thịt heo lông đá, cái này chọi, cái là bể đầu, chấn thương sầu não chết luôn. Rồi, ông Gầm. Rồi, ok. Rồi, bye nha. Rồi.